Xin chào mọi người, chào mừng tất cả các anh chị và các bạn đã trở lại với kênh Tuyền Ô tô cũ Sài Gòn nha. Hôm nay phải nói về thêm quá nhiều xe hot luôn các anh chị. Có Innova G đời 2018 nè, về thêm CX5 giá mềm mềm lanh hoanh 600 nữa nè các anh chị. Rồi có Accent siêu lướt 11.000 luôn, và đặc biệt là chiếc xe bên cạnh Tuyền các anh chị nha. Anh chị nào đang cần tìm mua cho mình một chiếc xe 7 chỗ đi gia đình, đặc biệt là đang tìm Santa Fe máy dầu nữa, thì hôm nay thấy được video này của Tuyền, nhanh tay liên hệ Tuyền để chốt sớm các anh chị. Thì bên cạnh Tuyền đây là Hyundai Santa Fe máy dầu bản premium, bản cao cấp nhất nha. Em này là đời 2021, đăng ký lần đầu tới tận tháng 12 của năm 2021, form mới các anh chị, rất là đẹp ha. Đi khoảng 33.000 km rồi. Bên Tuyền đang bán xe này với giá 1.096.000.000 các anh chị. Và Santa Fe hiện tại bên Tuyền đang còn hai xe nữa. Một chiếc máy xăng bản rùi đời 2019 với giá khoảng 859.000.000 nè. Và một chiếc máy xăng bản rùi đời 2021 màu vàng cát các anh chị. Xe kia là phong cũ ha, giá của nó là khoảng lanh hoanh 800.899.000.000. Anh chị em mình có quan tâm tới hai chiếc Santa Fe máy xăng còn lại thì alo Tuyền, thì sẽ gửi hình ảnh chi tiết và video chi tiết cho các anh chị nhà mình xem. Rồi bây giờ Tuyền mời mọi người cùng Tuyền nhìn sơ tổng thể về cái xe này trước, rồi mình sẽ đi vào chi tiết xe các anh chị nha. Nước sơn màu trắng rất là đẹp luôn các anh chị. Santa Fe mà còn màu trắng thì khỏi phải bàn về độ hot của em nó ha. Bữa giờ thì cũng có rất nhiều anh chị liên hệ Tuyền tìm mà Santa Fe máy dầu luôn á, mà Tuyền không có xe, hôm nay Tuyền về được chiếc phong mới siêu đẹp. Anh chị nào mình ưng thì nhanh tay chốt sớm nha. Và đặc biệt là Tuyền còn hỗ trợ trả góp cho các anh chị nhà mình lên đến 70% nữa. Cần tư vấn chi tiết hơn về thủ tục trả góp như trả trước bao nhiêu, hàng tháng đóng bao nhiêu, lãi suất như thế nào, alo Tuyền thì sẽ tính toán và tư vấn cho các anh chị nhà mình kỹ hơn nha. Em này 60 Đồng Nai, bên Tuyền có hỗ trợ các anh chị nhà mình rút hồ sơ và sang tên trên toàn quốc nha. Xe thì đã có cam 360 rồi nè các anh chị. Đi cận hơn phần nước sơn giúp Tuyền nha. Rất đẹp, đèn full led cảm biến trước sau, cam lùi, cốp điện đầy đủ. Và em này phải nói là rất rất nhiều option luôn. Nhớ là ở lại đây xem hết video với Tuyền ngày hôm nay ha. Mới nói cản nè các anh chị, còn khá là đẹp các anh chị ha, liền khích nhau. Lớp độ gây gió rất là sâu nha. Mâm ở đây thì không có bị trầy xước gì hết, có cảm biến áp suất lớp cho mình nữa nè các anh chị. Và anh chủ lên vỏ Michelin cho mình khá là xịn sò các anh chị nha. Rồi, ở đây đăng kiểm thì còn tới 2024 tháng 6, hết hạn rồi các anh chị. Xe này đang gia hạn đăng kiểm 6 tháng á, các anh chị mua xe này về sang tên bấm biển mới rồi mình đăng kiểm là đẹp luôn các anh chị nhé. Dán phim cho mình rồi, tay nắm cửa có nút mở cửa một chạm và có cảnh báo điểm mù trên gương cho các anh chị nhà mình luôn nhé. Rồi, bên hông xe thì không có trầy xước gì hết nè. Tuy nhiên xe đã qua sử dụng thì có dâm dâm nhẹ nhẹ một vài chỗ hay là giảm tuốt ở một vài chỗ không thành vấn đề các anh chị nha. Tất cả xe bên Tuyền khi bán ra thì các anh chị nhà mình biết rồi, luôn cam kết không đâm đụng, không ngập nước, không đại tô động cơ và hộp số, bao test hãng nên là các anh chị nhà mình yên tâm nha. Em này máy dầu máy 2.2 các anh chị ha. Đèn hậu phía sau là đèn led như thế này, rất là đẹp các anh chị. Bản premium ha, cam lùi, cảm biến lùi đầy đủ. Đấy, gầm bệ sáng đẹp không vấn đề gì hết nha. Cốp em này là cốp điện các anh chị, rất là tiện ha. Đây, quá là kỹ các anh chị, anh chủ này giữ xe khá là kỹ nha. Lót cho mình full những cái tấm 5D như thế này các anh chị để bảo vệ phần nhựa bên trong ha. Ở hàng ghế thứ ba có hộp gió làm mát và mình có thể mình điều chỉnh được luôn nè các anh chị. Nhà mình không đi full người, gặp ghế phẳng như thế này nè các anh chị, rồi mình lót thêm cái tấm này nữa ha, để mình để đồ nè, hoặc là mình đi chơi mình ngồi này kia thoải mái các anh chị. Đây, anh chủ lót cho mình 2-3 lớp như thế này rất là kỹ luôn á. Rồi, đồ nghề nè các anh chị. Con đội tay quay, đồ nghề thì còn đầy đủ các anh chị nhé. Rồi, ok, bây giờ mình sẽ tiến về phía trước, mình kiểm tra phần nội thất các anh chị. Ghế da khá là xịn sò các anh chị, rất là đẹp nha. Sàn 5D trần nguyên bản, có cửa sổ trời toàn cảnh các anh chị. Học gió làm mát hàng ghế thứ hai. Đấy. Rồi, ok nhé. Xe mình á là ghế lái ghế phụ đều là chỉnh điện hết, có nhớ ghế hai vị trí nè, cảnh báo lệch làng các anh chị, cân bằng điện tử và phanh tay điện tử thì được đặt bên này các anh chị ha. Vô lăng bọc da khá là xịn sò các anh chị. Đấy, tích hợp những cái phím bấm ở trên vô lăng như thế này, không có trầy xước hay là mờ chữ mất số gì hết ha. Rồi có ruôi control lẫy chuyển số trên vô lăng. Xe mình đi 33.937 km ha, có màn hình HUD hiển thị trên kính lái nè. Rồi táp lô thì Mazda như thế này rất là sang. Màn hình ở đây là màn hình zin theo xe các anh chị ha. Đây, những cái phím bấm nè,
rất là đẹp các anh chị ha. Em này là form mới rồi các anh chị, không có cần cần số tay như ngày trước nữa, mà thay vào đó là những nút bấm chuyển số như thế này, rất là sang trọng và hiện đại nha. Dàn lạnh tự động hai vùng nè các anh chị. Đó, những cái phím bấm mới keng các anh chị ha. Remote thì ba chế độ lái các anh chị. Bốn chế độ lái các anh chị ha, ba chế độ địa hình nè các anh chị. Có auto hôn, có sưởi vô lăng các anh chị. Cái này là làm mát ghế ha, còn cái này là sấy ghế nè các anh chị. Đó. Và có cả sạc không dây cho mình nữa các anh chị. Đây. Đây, còn đây là chìa khóa của Santa Fe nè các anh chị. Rồi, tiền mở cửa sổ trời cho các anh chị nhà mình xem ha. Cửa sổ trời một chạm nha. Hoạt động rất là tốt, rất là mượt mà. Cửa sổ trời toàn cảnh rất là thích luôn các anh chị, thì rất là thích cái cửa sổ trời này luôn á. Rồi bây giờ mình sẽ tiến về phía trước, mình kiểm tra phần động cơ các anh chị ha. Quan trọng vẫn là máy móc và động cơ các anh chị nha. Ok, xe này là full lịch sử hãng luôn á các anh chị. Hẹn mình 35.000 thì tới bảo dưỡng một lần nữa, hoặc là tháng 8 của năm 2024 ha. Rồi ok. Anh chị nào thấy được video này của Tuyền, nhanh tay liên hệ Tuyền để chốt sớm đi các anh chị. Lâu lắm rồi thì mới về lại Santa Fe máy dầu á. Ốc của nắp cabo, keo chỉ cabo, khung sườn, máy móc nguyên zin. Đây, ốc máy nè các anh chị, còn sơn phết đầy đủ, tem mát từ nhà máy vẫn còn các anh chị ha. Có nhiều anh chị hay nói là máy dầu nó ồn, nhưng mà máy dầu của những dòng này các anh chị, nó sẽ hơi ồn hơn máy xăng một tí xíu thôi, chứ nó không ồn giống như là Fortuner hay là Everest, nên là các anh chị nhà mình yên tâm nha. Rồi tiên nhắc lại thông tin chiếc xe này một lần nữa các anh chị. Hyundai Santa Fe máy dầu bản premium, bản cao cấp nhất đời 2021 các anh chị nha. Đi 33.000 km thôi. Bên Tiền đang bán xe này với giá 1.096.000.000. Và giá đây Tiền báo thì còn bớt cho các anh chị một tí xíu lọc lá nữa khi mà đến xem xe trực tiếp. Anh chị nào thích chiếc này nhanh tay liên hệ Tiền qua số điện thoại bên dưới ngay nha. Còn mình ở tỉnh xa, mình thích chiếc này chưa thể lên Sài Gòn xem xe trực tiếp liền được, thì nên xem hết video của Tuyền ngày hôm nay. Chuyển khoản đặt cọc trước giúp bên Tuyền tầm khoảng 10 triệu, 20 triệu mình giữ cái xe lại đi. Rồi nay mai mình lên mình xem xe các anh chị. Xe đẹp, xe hot như thế này đừng chần chừ suy nghĩ nữa ha. Mình suy nghĩ thêm 1 2 hôm hoặc là 1 2 tiếng đồng hồ nữa thôi. Đến khi quay lại quyết định mua chiếc xe này thì nhiều khi bên Tuyền đã bán mất rồi thì lại rất là tiếc. Mình phải chờ những chiếc xe sau về, và những chiếc xe đẹp, xe hot như thế này thì sẽ rất là lâu các anh chị nha. Và 7 chỗ thì bên Tuyền còn nhiều xe lắm. Giá mềm mềm thì có Xpander nè, có Velocross đời 2022, có cả CRV và C8 nữa. Nhà mình đang cần tìm mua cho mình một chiếc xe 7 chỗ như thế nào, nhớ alo Tuyền thì sẽ tư vấn để các anh chị nhà mình lựa chọn được một chiếc xe phù hợp nha. Hoặc có thể ở lại bên kênh của Tuyền, mình lướt xuống bên dưới để mình xem được nhiều video hơn nha. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các anh chị và các bạn ở những video tiếp theo.